Vâng, Nhân Trạch Đồng Nai đã hợp long hai nhịp đầu tiên. Vào cuối năm 2024 sẽ hợp long tiếp 4 nhịp còn lại đến đầu năm 2025. Các nhịp cầu sẽ được kết nối toàn bộ với nhau. Cầu Nhân Trạch là cái cầu lớn nhất trên đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh nối Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 2 km. Cầu Nhân Trạch là một hạng mục nằm trong dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đầu của dự án 1A giao với tỉnh lộ 25B thuộc địa phận huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công vào ngày 24 tháng 9 năm 2022, dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 9 năm 2025. Tổng mức đầu tư của dự án là 6.955 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 2.250 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 8,22 km với 6,3 km qua tỉnh Đồng Nai và 1,92 km qua thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cầu Nhân Trạch dài 2,6 km có bờ rộng 20,2 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Dự án được đầu tư bằng vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế EDCF và nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tiến độ tổng thể toàn dự án thành phần 1A đạt 76%, riêng cầu Nhân Trạch đạt 83% sau khi hợp long hai trụ B19, B20 và trụ B20, B21. Các nhịp còn lại sẽ hợp long vào tháng 1 năm 2025. Hai nhịp cầu chính đầu tiên bắc qua sông Đồng Nai tại hai trụ B19, B20 và trụ B20, B21 được hợp long vào chiều ngày 12 tháng 9. Sau đó các đơn vị sẽ hoàn thiện mặt cầu, lắp lan can, lắp đèn chiếu sáng. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu Nhân Trạch đã đạt tới 83% tiến độ. Nhà thầu đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ 4 tháng để kịp thông xe vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2025. Sau khi dự án thành phần 1A của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đưa vào khai thác, sẽ tăng sự tích kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, kết nối các khu đô thị vệ tinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cho vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Với sự quyết tâm nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, cầu Nhân Trạch vượt tiến độ ban về đích, hứa hẹn sớm trở thành cây cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đến Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là những thông tin mà Hà Tập Việt Nam vừa chia sẻ đến cả nhà một cách mới nhất vào tháng 10 năm 2024. Mời cả nhà cùng xem video chi tiết. Cả nhà yêu mến đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để kịp theo dõi những thông tin mới nhất về hạ tầng miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.